bạn, đoàn của chúng tôi đang có mặt tại bãi biển của nhà hàng Bình Minh trong chuyến đi xuyên Việt 17 ngày 18 đêm. Chúng tôi đang tận hưởng cái không khí biển rất là đẹp ở đây, rất là biển. Bây giờ đang sống rất là mạnh ở ngoài khơi. Tại chúng tôi mới dùng cơm trưa xong. Chúng tôi hiện tại đang ở Phan Thiết. Yeah.